Xin chào, chúng mình là Tin Tức Mới, kênh tổng hợp thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với bản tin ngày hôm nay. Đa số mọi người sau khi chia tay thường trực tiếp cắt đứt liên lạc với người yêu cũ, đồng thời có gặp cũng giữ khoảng cách, tránh việc gây hiểu nhầm. Thế nhưng một chú rể ở Indonesia dường như không hiểu quy tắc ngầm này. Chính vì thế, khi chứng kiến người yêu cũ liên tục lau nước mắt, nghẹn ngào nói lời chúc phúc, chú rể không nói không rằng liền ôm cô gái vào lòng, dáng vẻ tươi cười, dịu dàng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Padang, Tây Sumatra, Indonesia. Khi chú rể và cô dâu diện lễ phục đỏ rực đứng ở khu vực tiếp khách, một cô gái trẻ mặc áo trắng, váy đen, đội khăn trùm đầu đi đến trước mặt chú rể, vừa nói vừa khóc nức nở. Ngay lập tức, chú rể tươi cười ôm chặt cô gái vào lòng, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Trong lúc đó, cô dâu đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả nhưng không có phản ứng dữ dội, chỉ tỏ ra lạnh lùng, khó chịu. Khi những khách mời khác đến chúc phúc, cô dâu vẫn cố gắng nở nụ cười, thân thiện cảm ơn và bắt tay đối phương. Song chỉ vài giây sau, khi khách mời đi vào hội trường hôn lễ, cô dâu ngay lập tức khôi phục bộ dạng lạnh lùng, giống như đang cố giấu giếm lửa giận, không muốn bùng nổ cơn ghen tức, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành trọn vẹn hôn lễ. Được biết, người phụ nữ được chú rể ôm chặt trong ngày cưới chính là bạn gái cũ của anh. Không rõ lý do tại sao hai người chia tay, thế nhưng có vẻ không phải do hết yêu. Sau khi thông tin và hình ảnh về sự việc được truyền thông đưa tin, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số mọi người đều tán thưởng sự bản lĩnh của cô dâu, đồng thời chỉ trích hành động lố bịch làm tổn thương người khác của cả chú rể và bạn gái cũ của anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tin Tức Mới. Đừng quên để lại quan điểm của mình phía dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo. Xin chào tạm biệt.